bên kia, bên kia. Lưu chào cả nhà nha, quay trở lại clip mình nữa nha. Chúc cả nhà mới thật nhiều sức khỏe nha. Nay mình quay heo nữa cả nhà. Nay mình quay heo xong rồi nha cả nhà. Trong lò nè cả nhà. Giờ mình lấy heo nó chín rồi cả nhà. Thôi giờ mình hấp máy để mình lấy heo ra quay cả nhà xem ha. Heo thì nó chín rồi. Chỉ lấy ra thôi cả nhà, đặt máy lấy heo ra nha cả nhà. Rồi, ra heo cả nhà ơi. Ui. Rồi gà gì nha cả nhà. Để mình sửa rồi mình cạo rồi lột dí đầu ra cả nhà. Càng nóng. Tóc dí nó kìa.
heo mình lột trái báo đâu ra rồi hết rồi nghe cả nhà. Nó lên cốm rồi cả nhà, lên đều hết heo luôn rồi cả nhà. Bề bụng nó trong mà mình chưa cạo nữa cả nhà, mình cạo lại nữa cả nhà, cạo mấy này bỏ rồi đặt máy đâu mình cạo nghe cả nhà. Thế mình đặt máy đâu mình cạo đây cả nhà. Có chói nắng có chói gì không đây? Mình cạo rồi rồi hết rồi nghe cả nhà, mình sửa rồi rồi hết rồi đó nghe cả nhà. Đó. Hồi khách lại lấy heo mình quay tiếp cả nhà. Rồi ốp máy đi nào, khách lại lấy heo mình quay tiếp nghe cả nhà. Lấy heo cả nhà. Bên kia ừ, đưa tay vô là bỏ lại xong cái nó lên hết hồn heo cả nhà, heo khổng lồ luôn, cơm đều hết nghe cả nhà. Rồi mình bó rồi lại mình giao cho khách cả nhà. Thank you.
giao ra cho khách nha. Rồi, con gắt rồi luôn. Rồi. Rồi. Rồi bye cả nhà.